chúng ta bị quên kính cửa, giống như trường hợp đây, chúng ta bị mất đồ, chúng ta bị mất tư trang trên xe và gây không an toàn. Thì đối với tính năng này, khi mà quý anh chị đi ra, chúng ta chỉ việc lóc cửa, kính xe sẽ tự động chạy lên toàn bộ. Như vậy, chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ đến việc là kiểm tra lại cái chiếc xe của chúng ta có lên kính hay chưa.